Rồi hôm nay mấy anh em trở lại thăm gia đình của hai bà cháu ha. Tiếp tục thông báo một cái tin vui tiếp theo. Biết tin gì không? Hả Châu Huynh? Không, em không biết. Thì cái tin vui này thì bên kênh Kim Anh có nhà học trợ. Thì bên kênh em, bên kênh anh có anh Thành Tôm ở Gò Đen Long An ha. Cởi tặng em 1 triệu. Dạ em cảm ơn anh ạ. Ừ, cảm ơn anh đi. Anh Thành Tôm ha. Thành Tôm. Anh Thành Tôm á. Còn tin vui tiếp theo nó là có người muốn làm quen với bà ngoại. Được không? Chịu bà ngoại. Chịu hả? Chịu hả? Nói cười dạ. Nói chơi cho vui chọc dây mọi người. Mà bà chịu thiệt luôn. Thay đổi không khí. Ai cũng cười chứ kìa. Cái này là thật tình nha mọi người, phản ứng thật tình. Nó thì nói giỡn thôi, thì cái niềm vui tiếp theo mà gửi đến cho hai bà cháu đó thì ở cái video trước mà con mà mấy anh em con chia sẻ đó thì cái người chủ đất ở đây là cũng như là bán rẻ lại cho em Chaun là cái miếng đất là bề ngang 3,5 m, bề dài 8 m là với cái số tiền là 10 triệu. Thì ngay lúc này thì có một cái Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cái vấn đề đó. Rồi thấy vui không? Hai bà cháu thấy vui không? Vậy là từ đây về sau là hai bà con bà cháu là ước mơ là có miếng đất để có cái căn nhà ổn định thì đã thực hiện được rồi đó. Có miếng đất rồi chưa có nhà. Còn ước gì nữa không? Ý là có miếng đất để mình ổn định trước rồi đó. Từ từ là sẽ có nhà. Thì ngay từ lúc ban đầu mấy anh em vô hỏi đó là tưởng là cái người cậu, tưởng đất này là đất của người cậu. Rồi lúc đầu thì người cậu nói là sẽ cho đất, nhưng mà thật sự cái đất này không phải là của người cậu mà là của cái người chủ đất khác, là cho cậu ở rồi cho mấy bà cháu ở đây, ở tạm ở đây đó. Nên là hôm nay là mấy anh em cũng liên hệ với chủ đất, thì chủ đất cũng đã lên tiếng ở cái video trước của mấy anh em quay đó, thì bán với cái số tiền là vừa bán vừa cho là 10 triệu. Thì thấy cái vấn đề đó rất là rẻ luôn đó. Cái cô chủ đất này rất là tốt, nó thấy hoàn cảnh của em Chaun vậy đó là cũng muốn giúp đỡ cho em ấy có một cái nơi để mà cho mấy bà cháu ở, rồi cho em Chaun để mà lo cho các con của mình, rồi có một cái nơi để mà sanh nở nữa. Thì tiếp theo nữa thì em Chaun có ước gì nữa không? Nói đi, anh bụt hỏi. Có bây giờ kiếm ông nào về lo cho bà ngoại không? Bà ngoại về đi ước này em sao cho bà ngoại em ước. Dương đi ước cho bà ngoại nha. Mua gì đổ nó vô nha. Sao ý là bà muốn ước có cái giường cái gì để ở nhà vậy? Ước có tủ cái gì á. Ước có cái giường ngủ ha. Sao bà không ước cái khác mà bà ước cái giường ngủ? Không có. Tại không có cái giường ngủ, cái giường không ngủ bị mục rồi phải không bà ngoại? Con thấy là người ta ước toàn là nhà tắm bự rồi toilet hay là nhà bự mà bà ước cái giường. Nói chung thì mấy anh em con quay thì cũng mong là sẽ những cái thực hiện cái điều ước cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay thì mấy anh em con trở ra đây để thông báo cái vấn đề là có, mình đã có một cái miếng đất rồi đó. Thì cái tiếp theo ở đây á, là mấy anh em con muốn chia sẻ là sẽ có người hỗ trợ cho gia đình mình có một cái nền nhà, để mà mình có cái nền nhà đó rồi mình sẽ cắt cái nhà tiền chế nhỏ nhỏ để mà mấy bà cháu ở. Vậy như anh vậy ước cả đúng đấy. Rồi mấy đứa nhỏ bên kia kìa. Em ơi em kêu mấy đứa nhỏ 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 ơi, mà anh ước là ước sấy đó, mày chọn ban sấy cho ban ấy. Em thằng ban nó quạnh té kì vậy đó. Nè nó chuyện cho đây nè, nó chuyện cho đây nè, tập trung cho đây nè. Tiếng việc quán gần. Mày vậy á, mày chồng ban sợi con gì tao quên. Thằng ban kì ban ấy cũng đi thôi. À, bà muốn có giường dư tủ dư đồ bếp gì đó. Ở trong bếp như cái nhà cơ bản đó, ở trong phòng còn thiếu á, trong thiếu cái đó thì cái tủ quần áo quần gì á để Nói chung là nói tóm lại là hiện nay hai bà cháu là sẽ ước có một cái căn nhà tầm khoảng 1,5 m ha. Được không?
Cho nó cảm ơn. Mình là nói tiếng Việt cô không hiểu. Nói chung là khi mà nghe là có người cho được miếng đất thì mừng lắm đúng không bà? Với lại bà hai bà cháu cũng không biết ước mơ gì luôn á. Chưa suy nghĩ ra. Chưa suy nghĩ ra ước mơ gì. Thì hôm qua đây là mấy anh em cũng thông báo luôn trên kênh là hôm ở video trước đó là em cũng có thông báo là có chị Hồng Thắm ở bên Singapore cũng đã hỗ trợ cho em Chaun này lợp lại cái mái nhà đó. Thì em cũng xin thông báo với chị là em sẽ giữ lại cái số tiền của chị để mà khi mà mình vấn đề là mình mua đất xong xuôi hết, nếu mà có hữu duyên được gặp những mạnh thường quân mới á sẽ mình làm cái nền nhà xong rồi mình tiếp tục mình sẽ cắt cái nhà sau đó. Thì em cũng có đã liên hệ với chị và chị cũng đã đồng ý và để cho con là giữ lại cái số tiền đó, thì mình từ từ mình làm cũng được ha. Rồi trước mắt là mình làm mình mua cái miếng đất trước đi, rồi sau này nếu mà hữu duyên nữa đó thì mình xây cái nền rồi mình cắt cái nhà tiền chế hay gì đó để cho nó cứng cáp. Chứ bây giờ mà cái nhà đó đó là con thấy cái chòi đó nó cây cối cũng mục rồi, nếu mình lợp cái mái nhà lên đó thì nó rất là yếu, nó sẽ không có chắc chắn. Thì con cũng hỏi ý kiến của chị ấy rồi, thì chị ấy nói thì cứ theo ý của mấy anh em đi, nếu mà được thì cứ hỗ trợ. Thì thấy gì con thấy vậy, hai bà cháu thấy thấy sao, im không được không? Chờ anh coi ba này nói đi, chú nói đi. Ừ, tại bà ngoại không hiểu tiếng Việt giờ chú nói, chú trả lời đi. Có nghĩa bây giờ anh nói rõ rồi nè, là có nghĩa là chị Hồng Thắm muốn tài trợ cho em là lợp là cái mái nhà. Dạ. Đó, nhưng mà anh thấy cái nhà của em nó rất là yếu. Dạ. Và hiện nay là có một cái niềm vui nữa là có người tài trợ cho em là mua cái miếng đất. Đó là anh sẽ từ từ, giống như là cái mái nhà đó là mình từ từ mình làm. Xây từ từ lên đó. Ừ, rồi để cho có nếu mà hữu duyên với Mạnh Thường Quân đó thì mình đôn cái nền lên cái nhà nhỏ nhỏ đó, rồi mình xây cái nhà tiền chế lên thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đó. Ý anh là vậy đó, thì em thấy làm sao? Thấy sao cũng được. Sao cũng được ha. Dạ. Để mình thống nhất cho nhau để cho nó dễ. Để dạ. Cho những người Mạnh Thường Quân người ta tin tưởng, người ta giúp đỡ cho em thôi. Dạ. Có anh em nào ý kiến gì nữa không? Khi nào mình cắt nhà xong rồi mình mới có nội thất được. Hay mình coi cái kết cấu cái nhà nữa, mình mới mua cái giường hợp lý. Thì bây giờ thì cái miếng đất của em Châu anh đó thì bề ngang là chỉ có 3.5 mét thôi. Bây giờ 8 mét. Ừ. Thì mấy anh em cũng đang hỏi dự trù cái chi phí là khoảng bao nhiêu. Ừ. Thì nếu mà có hữu duyên với Mạnh Thường Quân á thì bên đây á là tụi con sẽ giúp cho cô chứ giúp cho Châu Ôn. Là mình sẽ sửa lại cái căn nhà, tại vì cái căn nhà hiện giờ thì thực sự không phải là cái căn nhà mà là một cái chòi. Mà cái chòi này á thì nghe lúc trước mà ông cậu của Châu nói là cái chuồng gà là cất để cho là Châu Un phải nuôi gà, nghỉ nuôi rồi bắt đầu mới cho Châu Un nó về đây nè, mới cho hai bà cháu vô ở tạm, chứ không phải là cái một cái nhà nữa mà gọi là một cái chòi gà cũ. Thì cũng thông báo luôn là tỷ lệ là bề ngang là 3.5 mét, thì dài là 8 mét, nhưng mà cũng đang hỏi thợ rồi chi phí là khoảng bao nhiêu. Thì đang thông báo cho quý cô chú anh chị biết là nếu mà có hữu duyên với Mạnh Thường Quân á thì có thương hai bà cháu á thì mấy anh em sẽ giúp đỡ. Ừ. Nói chung nếu mà mỗi người một ít đi đó thì góp gió hành bão sẽ có cho hai bà cháu được một cái căn nhà mơ ước nhỏ nhỏ, giống như cái nhà sau của anh Tiên Trần Lùng ấy, cũng ok đó. Ừ. Nó giống như cái nhà sau của anh Tiên là thấy nó rất ok đó. Rồi có chỗ để nấu ăn nè, rồi có một cái chỗ để cái giường với lại một cái toilet nữa là ok. Chứ phần cái chỗ của Châu hiện giờ nếu mà nước nó lên thì nó sẽ bị ngập đầy luôn rồi, thấy không? Nước rồi. Nó cái này là một cái chòi cũ thôi chứ không phải là một cái nhà nữa nè, nước hai bên nè, thấy không? Miếng đất này thì là của đang là ở nhà nữa, thì bên chủ là muốn bán lại là dưới giá là 10 triệu, vừa bán vừa cho luôn, là cũng làm giấy tờ đầy đủ hết. Thì hôm, nãy hôm qua em đi siêu âm đó là bác sĩ thông báo là em được bao nhiêu tầng? 23 tầng. 23 tầng nha. 23 tầng thì có khả năng là em sẽ sinh trước Tết rồi. Rồi có đặt tên con tên gì chưa? Chưa. Rồi sắm đồ cho con chưa? Chưa. Trời đất ơi, chuẩn bị trước để em đi là họ chạy không kịp. Chạy, em không có xe chạy mà đi mua. Rồi nếu mà mình sanh là sanh ở đâu?
sinh ở Bình Dương. Đây luôn không cô? Cũng hơi xa. Tức là bây giờ là Châu là đồ đạc gì là chưa có một bất cứ gì trơn luôn. Em chưa đi mua. Bình thủy hay là bình đựng nước rồi sọt đồ. Thì trước tiên thì mình cũng ghi hình lên đây, nếu cô chú anh chị nào mà có đồ cũ hay gì đó mà của em bé đó thì có lòng hảo tâm thì muốn mà có duyên với Châu Ôn đó thì cũng liên hệ với mấy anh em để cho Châu Ôn cũng được, đồ cũ cũng được không sao. Rồi nếu người ta cho đồ cũ có nhận không Châu Ôn? Có luôn ha. Dạ em nhận hết. Nhận hết luôn á. Mà giờ chưa biết cái trai đứa gái nè. Nhưng mà đồ em bé sơ sinh là mà sơ chung được. Mặc chung được ha. Chung được. Cũng không sao. Đúng rồi, trẻ sơ sinh thì nam nữ gì mặc cũng được. Đâu có thành vấn đề đâu. Ví dụ như mình nghèo mà mình trai mặc đồ con gái cũng đâu có sao. Châu Quân có mặc đầm bầu không? Đầm bầu có chưa? Chưa. Ở bà ngoại này không gài quay clip mà mặc có một bộ đồ này là bà ngoại có được bao nhiêu bộ đồ? Bà ngoại em cũng không có đồ nhiều. Hả bà ngoại? Bà ngoại tổng cộng bà ngoại được mấy bộ? Tổng cộng là bà ngoại có bao nhiêu? 3 bộ. Bà ngoại có 3 bộ hả? 2-3 bộ kìa. Bữa hổm gặp bà ngoại bằng cái đồ đỏ này hoài nè. Bữa hổm cô quay cũng đồ này, bây giờ cũng đồ này nè. Bộ cho em Châu được mấy bộ? Em hả? Chị đồ bộ không ạ? Đồ người ta cho không ạ? Đồ mang thai không ạ? Mấy bộ? 6 bộ gì? 6 bộ ha. Dạ. 6 bộ. Có bà ngoại rồi, ngoại có 3 bộ nè. 3 bộ rồi. Đó trời mưa là ướt hết là khỏi mặt luôn. Ý là mặc đồ này rồi một lần giặt. Giặt liền ha. Dạ, giặt liền. Hôm nay là mấy anh em cũng thông báo cái tin vui này cho bà cháu rất là vui rồi đó. Tối nay về ngủ chắc không được đâu hả? Vui quá ngủ được không? Ngủ không được luôn hả? Ở đây mình cũng đông rồi, cái nhà mình muốn đi tắm rồi vệ sinh rồi đi đâu? Bờ bển hả? Con cá hả? Con cá hả? Mỗi lần đi vệ sinh là một vòng vậy hả? Dạ. Buổi tối cũng vậy. Vệ sinh đi qua. Mỗi lần đi vệ sinh thì đi qua bên đó vậy đó hả? Dạ. Vậy là giống ông Tiên hồi xưa rồi đi quăng đất. Ông Tiên mà đi ra sau nhà, cái này đi thêm một vòng xa hơn Tiên nữa. Đây là nước nó lên mà thấy một bộ có mùi rồi ta ha. Mùi này mương đá là ngập. Vòng vòng ở cái xóm, ở cái khu vực này là vàng nhóc hết trơn đó. Là vàng nhóc hết trơn luôn á. Vàng nổi ha. Vàng ký ha. Vàng ký không đó. Ở đây mấy cô cười rồi. Cô nói thấy giật mình hoài gì. Ở đây chắc cũng đó thì hai bà cháu cố gắng là như là mình liên hệ với cái người chủ á, mình cái vấn đề giấy tờ đó cho nó rõ ràng nha. Mấy anh em tụi con hỗ trợ giúp cho gia đình của mình để mà sau này á mà gia đình của mình mà có những cái vấn đề gì mà gây lấn cấn, vấn đề mà đất đai giấy tờ là tụi con không có chịu trách nhiệm nha. Đó, tại vì tụi con xuống đây hỗ trợ mà cái ngày mà mua đất đó là phải có người chủ đàng hoàng, rồi chứng kiến của bên phía địa phương nữa, ban ấp. Rồi để tụi con quay một cái video là trao tiền rồi mua đất rồi cho nó rõ ràng đó, để sau này mình có cái để mình có ai mà hỗ trợ mình cắt nhà nữa đó thì cho nó ổn định luôn nha. Hai bà cháu nói chung là cái giấy tờ đất đai bây giờ là phải có công chứng nha, giấy tờ á. Ông này làm giấy sang luôn chứ. Sang thẳng luôn á, công chứng trước luôn á, làm giấy tay trước. Thì hy vọng là nếu mà cô chú anh chị mình xem trên kênh của mấy anh em nè, gần về cái vấn đề này đó, mà có gì bình luận vô, góp ý vô cho mấy anh em biết cái thủ tục nó như thế nào. Dạng như là bây giờ cái chủ này muốn cho đó, vừa bán vừa cho thì làm cái giấy như thế nào thế nào, để mà bình luận vô cho mấy anh em biết. Đi vệ sinh là phải đi qua đó nghe chú anh chị, nó đi vòng qua phía này nha, nó đi cầu cá này nè đó. Còn mấy bà cháu mơ ước là có cái giường ngủ đó. Đó cái giường này nè nha, cái giường này nó mục rồi. Đây là bên trong cái căn chòi gà của em Châu Huynh cả nhà. Chỉ để được một cái dàn chén, một cái bếp ga mini nhỏ ha, còn phần ngăn dưới thì để cái thùng mì và được một bao gạo. Nói chung là những cái vật dụng xài trong nhà thì gom lại nơi đây. Còn
kế bên cái bếp để được một cái giường thôi, rồi để cho hai bà cháu ngủ. Ừ, giường này một nữa. Là một cái đứa con của một cháu trai nhỏ con của em cháu Huỳnh nữa, là ba bà cháu luôn chứ không phải là hai nha cả nhà. Buổi trưa hôm nay rất là nóng luôn chứ chị. Đây là phải rất nóng rồi. Ở trên này, ở phía nhà trên thì được khúc tôn này nè mọi người. Còn ở sau thì thấy phần cái tấm bạt xanh ha. Đó thì theo chia sẻ của bà cháu cho Un thì nhờ ước được có cái giường là cái chỗ để nấu nướng rồi này nọ. Thì em cũng chia sẻ cái ngôi nhà nhỏ vào bên trong của gia đình của cháu Un đó. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.